Theo đề nghị của quận Liên Chiểu, tối qua ngày 19 tháng 7, đơn vị binh chủng hóa học Bộ Quốc phòng tiến hành phun khử khuẩn tại chung cư nhà ở xã hội phường Hòa Khánh Bắc. Theo đó, lực lượng của đơn vị binh chủng hóa học đã tiến hành phun khử khuẩn tiêu độc trên diện rộng toàn bộ khuôn viên, căn hộ, nhà để xe và các trục đường xung quanh nhằm ngăn chặn sự lây lan phát tán của mầm bệnh. Chung cư nhà ở xã hội này gồm 4 khu với hơn 1.000 căn hộ, hiện có hơn 2.000 người đang sống tại đây. Kể từ ngày 14 tháng 7 đến nay, 3 khu E1, E2, B1A đã ghi nhận 8 ca mắc COVID-19. Phường đã lập các chốt phong tỏa và khẩn trương truy vết 58 F1 chuyển đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người sinh sống tại đây. Sau hơn 5 giờ làm việc tích cực, khẩn trương, toàn bộ chung cư được tiêu độc khử khuẩn, nhất là những khu vực có liên quan đến các ca bệnh.